Xin chào tất cả các bạn, mình là Trang và Nam là sinh viên năm 2 của Đại học ETX. Trong video ngày hôm nay của bộ môn kế toán doanh nghiệp thì là mình có một cái bài tập về nhà, đó là mình sẽ dựa trên cái mẫu quản trị mà lần trước mình đã xuất ra được. Ở đây như các bạn đã thấy thì là mình đang có một cái báo cáo của cái bảng cân đối kế toán trong cái thông tư 133 của cái mẫu dữ liệu. Ví dụ trước mà trong buổi học mình đã học thì thấy có ra bài tập đó là bọn mình sẽ dùng cái số cái thông tin nợ cuối kỳ này, tức là cái số dữ liệu cuối kỳ này của cái công ty công nghệ Việt Hưng này, và mình sẽ lấy cái dữ liệu đó để làm cái số dư đầu kỳ cho cái bảng dữ liệu kế toán của mình. Ở đây mình đang có cái công ty là cổ phần Thu Trang Trần chẳng hạn, thì mình sẽ nhập danh mục cũng như là mình nhập cái các số liệu vào đây cho năm 2018 để mình có thể làm bài tập trong buổi học tới khi mà có các cái hạch toán nghiệp vụ. Thì đây mình sẽ nói qua về cái việc đó là mình đã làm như nào nhé. Thì ở đây mình sẽ chia ra hai sổ màn hình cho các bạn dễ nhìn. Thì đầu tiên các bạn có thể thấy ở trong cái dữ liệu ban đầu mình có thì nó đang có các tài khoản như sau, như là tiền mặt này, tài sản cố định hay là những cái tài sản khác. Và bây giờ thì mình sẽ phải đưa cái dữ liệu này vào, tức là mình sẽ phải nhập cái dữ liệu của cái cuối kỳ này để sang cái này làm cái số dư tài khoản đầu kỳ. Thì ở đây mình sẽ trình bày lại cái phần mà mình đã làm. Thì đầu tiên để có thể mình nhập cái dữ liệu vào như này thì mình sẽ vào phần nghiệp vụ mà mình sẽ chọn, đó là nhập số dư ban đầu. Khi mình chọn nhập số dư ban đầu thì nó sẽ hiện cho mình ra một cái bảng như này. Và ở trên mỗi bảng như này thì mình sẽ phải nhập chi tiết cái số tiền tương ứng. Ví dụ như tiền Việt Nam là bao nhiêu, ngoại tệ là bao nhiêu, tiền gửi ngân hàng thì trong đó tiền Việt Nam là như nào. Và cũng như các cái phải thu của khách hàng hay là cái thuế giá trị gia tăng được khấu trừ. Thì ở đây theo như cái dữ liệu gốc này thì nó sẽ chỉ có những cái tài khoản này thôi, và mình sẽ nhập theo những cái tài khoản này. Đấy cũng chỉ đơn giản là mình sẽ, ví dụ như tiền Việt Nam, đây các bạn thấy ở đây tiền Việt Nam, tiền mặt đang có số đó là 134.684.000 chẳng hạn. Thì mình sẽ click vào đây và mình điền cái số này vào tương ứng. Sau đấy là mình sẽ ấn vào cất, thì nó sẽ nhập dữ liệu trên đây cho mình. Với các tài khoản khác thì bọn mình sẽ tương tự. Tuy nhiên thì mình sẽ phải lưu ý ở đây, ví dụ như là cái phải thu của khách hàng nhé. Thì để có cái phải thu của khách hàng này thì các bạn cũng sẽ phải nhập vào. Nhưng mà trước hết để có cái phải thu của khách hàng thì các bạn sẽ phải vào phần danh mục này, chọn đối tượng đó là khách hàng. Sau đấy thì mình sẽ ấn thêm ở đây để mình có thể thêm tên khách hàng tương ứng. Và sau đấy ở trong cái nghiệp vụ này, cái nhập số dư này thì mình mới có thể là mình lựa chọn khách hàng. Đây ví dụ phải thu của khách hàng. Đấy mình sẽ phải lựa chọn tên khách hàng ở đây là bao nhiêu và mình sẽ nhập vào đây. Và lưu ý khi mà một công ty nó đã có dư nợ ở đây thì mình sẽ không thể nhập dư có ở đây nữa. Tại vì là mình đã thanh toán cho cái công ty này rồi. Còn cái công ty này thì dư có nghĩa là mình đã nhận tiền của họ nhưng mà mình chưa trả tiền hàng của công ty này đã trả. Chứ không thể nào mà mình đã vừa trả rồi còn vừa nợ. Cái này nó có thể nó nằm ở trong một cái chi tiết khác. Và cái nhập chi tiết công nợ ở đây thì nó cho biết là nhân viên là xuất kho, đơn vị bao nhiêu, ví dụ đơn đặt hàng, hợp đồng là bao nhiêu thì cũng có chi tiết theo cả hóa đơn nữa. Thì đấy là một số cái thông tin mà bọn mình cần lưu ý khi mà các cách đó là nhập cái dữ liệu vào trên cái MISA này, cái dữ liệu số dư tài khoản đầu kỳ. Ngoài ra thì các bạn cần phải lưu ý một số cái, ví dụ như là cái tài khoản gốc này các bạn có thể click đây và thấy không được nhập số dư cho tài khoản tổng hợp, tức là mình sẽ chỉ nhập trên những cái tài khoản nhỏ này thôi. Đấy là một số cái mình cần lưu ý. Và ngoài ra đối với các nhà cung cấp thì mình cũng phải nhập trước, tức là những thông tin có trước thì mình cần phải nhập. Thì cảm ơn các bạn cũng đã theo dõi video này, và trong video tới mình sẽ làm một số cái hạch toán ví dụ để chúng ta có thể hiểu rõ hơn về phần mềm MISA. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.